không có sinh ra bất cứ thương tổn gì cả, làm cho Hải công chúa có chút giật mình. Ba đạo kim quang, ba đạo trầm tĩnh kim quang đã kéo dài qua 300 mét nước biển, đột phá hết thảy cách trở, ngang nhiên rơi vào trên người của Hải công chúa. Linh hồn trùng kích, tam nhãn trạng thái linh hồn trùng kích. Khi mà ba đạo kim quang rơi vào trên người của Hải công chúa, trong nháy mắt này, sau lưng của Vũ Hạo, cực đại mắt sọc đồng dạng là kim quang lóe lên, sau đó từ sau lưng của Vũ Hạo biến mất, lặng yên không một tiếng động ra hiện tại ở sau lưng của Hải công chúa. Hải công chúa cơ hồ là theo bản năng hơi vùng tay, đem nhân ngư công chúa vứt ra bên ngoài, sau đó lấy thân thể của nàng liền biến thành cùng với mắt sọc hoa hồng màu vàng. Tù là chạm nhắn phong thần chú. Cái này làm Vũ Hạo vừa mới trong nháy mắt này bỗng nhiên lĩnh ngộ được năng lực tuyệt cường. Đó cũng không phải là một cái hồn kỹ, mà là hắn đem chính mình hồn kỹ, tinh thần lực, hồi lực cùng với tam nhãn kim nghế truyền thừa cho vận mệnh của hắn. Trong mắt, vận mệnh chỉ nhãn kết hợp hoàn mỹ bắt đầu hình thành một loại hồn kỹ hoàn toàn tự nghĩ ra. Hải công chúa cường đái ở trong trước mắt vây mảng ngạnh sinh bị tu la tam nhãn phong thần chú này cho phong ấn chặt rồi, chỉ có thể bị động phòng ngự, dựa vào tinh thần lực của mình chống cự lại hồn kỹ trùng kích cường đái, nhưng mà không cách nào hướng ra phía bên ngoài phóng xuất ra bất kỳ lực lượng nào cả. Chung quanh thân thể của Vũ Hạo trói buộc lập tức giải trừ, hắn cơ hồ là không chút sò dữ quay ngồi trở lại. Bàn tay trái liền vỗ vỗ vào sau lưng khúc quần cầu này. Khúc quần cầu này nhanh chóng rạn nứt, bạch tạng lổ tung, một con đường bỗng nhiên xuất hiện. Hào quang màu tử kim lóe lên, đúng là đường Vũ Đồng. Vũ Hạo kéo lại hai tay của đường Vũ Đồng, cơ hồ là không chút sò dữ quay đầu lại hướng mắt biển phương hướng phóng đi. Mặc dù là trong biển rộng, hắn cũng thúc sục sau lưng của mình kiểu cấp phi hành hồn đạo khí, mang theo hai thân thể của con người giống như kiếm ngư phóng tới mặt biển. Đúng lúc này thì một tiếng bén nhọn kêu lên trong đầu của Vua Hạo vang lên. Hai con ngươi của Vua Hạo hào quang lạnh lẽo, đột nhiên cúi đầu xuống, nhìn về phía dưới đuổi theo vương quản mỹ nhân ngư này. Ở trong hai tròng mắt, hắn rốt cuộc dần đến sắt cờ mãnh liệt. Trước chuyến này, bọn hắn đối với hải hồn thú nhất tộc không hề ác ý, nhưng đổi lấy lại điên cuồng đuổi giết. Thế cho nên cuối cùng hải công chúa đều tự mình ra tay với bọn họ rồi. Lúc này hải công chúa tạm thời bị phong ấn, vương quan mỹ nhân ngư này như trước không tha thứ song lái, muốn ngăn cản bọn hắn ly khai. Vũ Hạo rốt cuộc thật sự nổi giận rồi. Ngươi cho rằng ta không dám giết người sao? Sát cơ lạnh lạnh bỗng nhiên theo trên người của Vũ Hạo tóe phát ra. Lúc này hắn và đường Vũ Đồng ở giữa hạo đồng trì lực đã hoàn thành cầu thông rồi. Tay phải của Vũ Hạo lưng lên ám kim sợi chảo bắn ra ở trong nước, ngang nhiên hướng phía dưới công chúa người đã cá vỗ ra. Lập tức thì một cái tiếp cận trăm mét cự đại móng vuốt xuất hiện ra, bén dọn trống rỗng xuất hiện. Tất cả nước biển tại đây móng vuốt sắc bén đều bị xé nát bấy. Người cá công chúa khoảng cách còn xa cũng cảm giác được khí tức vô cùng sắc bén đập vào mặt của mình, không khỏi quá sợ hãi. Mỹ nhân ngư nhất tộc năng lực mạnh nhất là tinh thần thiên phú, thân thể phòng ngự cũng không xuất sắc. Cho dù nàng cũng là một vị 10 vạn năm tu vi, nhưng năng lực cận chiến thật sự là yếu kém đấy. Nếu không cũng sẽ không bị Vũ Hạo đơn giản hiểu rõ ra tay như vậy. Lúc này đối mặt với ám kim sợi chảo ở trên lục địa công kích áp chế mạnh nhất, thân hình của nhân ngư công chúa lập tức sừng một chút, không thể không khống chế được nước biển vì chính mình phòng ngự. Vũ Hạo mang theo đường Vũ Đồng đã mượn cơ hội này phóng lên trên trời, mà ám kim sợi chảo cũng không có chính thức vỗ xuống, mà là cứ như vậy hoàn ngạnh giữa không trung, uyển giống như là có sinh mệnh chặn đường đến của nhân ngư công chúa. Nhân ngư công chúa bị động phòng ngự này không có đụng phải công kích cũng không khỏi ngẩn người, nhưng mà lúc này nàng ý định tiếp tục đuổi lên. Ở trong nước biển, ám kim sợi chảo dĩ nhiên là đi theo hành động của nàng mà đi động. Nàng hướng ra bên kia xù động, ám kim sợi chảo ở theo nàng hướng bên kia xì động, cực kỳ quái dị. Loại tình huống này, nhân ngư công chúa cũng là lần đầu tiên gặp được. Một cái đã thả ra hồn kỹ, vậy mà giống như được trao cho tính mạng, đây là tình huống gì? Nàng đương nhiên không biết, đây là Vũ Hạo tinh thần lực đạt tới cảnh giới hữu hình hữu chất, sau đó đem một đám lực lượng tinh thần linh hồn tác dụng ở trong túi kim sợi chảo lên vuốt. Kỳ thật thì vị nhân ngư công chúa này chỉ cần xa tốc dù đóng, lượng quanh xạ một chút, Vũ Hạo ám kim sợi chảo cũng không cách nào khống chế đùa kịp nàng, dù sao thì một ít từ linh hồn lực lượng khống chế là có. Thế nhưng ám kim sợi chảo thần kỳ lại xung động vị nhân ngư công chúa này, thế cho nên nàng có một chút giật mình cũng thất thần. Vũ Hạo cùng với đường Vũ Đồng thừa cơ hội này, toàn lực ứng phó hướng lên phía trên phóng đi. Phốc phốc, hai tiếng nước chảy ở bên trong, Vũ Hạo cùng với đường Vũ Đồng cuối cùng từ mặt biển bỗng nhiên lao ra, trực tiếp thăng nhập vào không trung. Mới vừa đến không trung, đường Vũ Đồng kéo một phát Vũ Hạo ôm lấy hắn.
Vũ Hào lúc này sắc mặt thập phần tái nhợt, đã mất đi áp lực ở trong nước biển, môi miệng của hắn ở bên trong máu tươi giống như con rắn nhỏ chảy xuôi mà ra, khí tức cả người đều trở nên yếu ớt rất nhiều. Vũ Hào, ngươi làm sao vậy? Đường Vũ Đồng lúc này vội vàng hỏi. Vũ Hào hướng nàng khoát tay áo rồi nói, ta không sao, chỉ là vừa mới tinh thần lực đột nhiên tiêu hao có một chút lớn mà thôi, đừng lo lắng, chúng ta chạy nhanh đi. Ta phong ấn không được Hải Công Chúa thời gian quá dài đâu. Ở trong nguy cấp bỗng nhiên đột phá, đã sáng tạo ra tù là tạm nhãn phong thần chú. Vũ Hào làm sao có thể một điểm cũng không trả giá đâu này. Ngược lại hắn trong khoảng khắc đó đã bỏ ra giá cả to lớn. Tinh thần lực bỗng nhiên tiêu hao, có thể kiên trì lao ra mặt nước, đã là hắn tử thần tinh thần lực lượng, biểu hiện ra cực kỳ mạnh mẽ. Đường Phu Đồng ôm Vũ Hào ra tốc phi hành, Vũ Hào dùng sức thở sâu, miên cương ngăn chặn lại cảm giác mê muội trong đầu của mình, sau đó thay đổi hồn lực hoán đổi vũ hồn. Con mắt linh hoạt vũ hồn lập tức bị cực hạn trì bằng khí tức sở thay thế. Cùng vào lúc đó, Vũ Hào cũng triệu hoán ra Tuyết Đế. Đối với ngoại giới hết thảy, Tuyết Đế là cảm thụ được đấy, nhất là Vũ Hào tinh thần chi hải có chấn động to lớn như vậy. Mấy lớn hồn linh cũng là đã hoàn toàn bừng tỉnh, chỉ là khi đó bản thân của Vũ Hạo thừa nhận áp lực quá lớn, căn bản không rảnh đưa chúng nó phóng thích đi xa. Tuyết Đế theo trong cơ thể của hắn tách ra, khuôn mặt cũng là vẻ hoàn toàn lạnh lẽo. Nàng cũng không nghĩ tới gần đấy tính cách ôn hòa của Hải Công Chúa vậy mà sẽ bất cẩn nhân tình như vậy, trực tiếp đối với Vũ Hạo cùng với Đường Vũ Đồng rơi xuống sát thủ. Vũ Hào triệu hồi ra Tuyết Đế, sau đó hai mắt khép kín, tạm thời hôn mê đi. Tuyết Đế hướng Đường Vũ Đồng nhẹ gật đầu rồi nói, Vũ Đồng, hắn chỉ là tinh thần lực hao tổn quá lớn mới đưa đến hôn mê. Theo hiện tại tiến hành, ta tới khống chế thân thể của hắn, cùng người phối hợp. Vũ Hào phong ấn không có khả năng phong bế Hải Công Chúa thời gian quá dài, sau đó nhất định còn có thể chiến đấu. Nếu như không thể cùng với chúng ta chỉ có thể toàn lực liều mạng mà thôi. Đường Vũ Đồng lúc này nhẹ gật đầu, trong mắt đồng dạng là hàn quang đại phóng. Tuyết Đế, ta và người toàn lực phối hợp đi. Tuyết Đế nói xong, thân thể mềm mại nhéo một cái, một lần nữa xung hợp vào trong cơ thể của Vũ Hạo, tiếp quản thân thể của hắn. Lúc này đây, bản thân Vũ Hạo tinh thần lực đã rất yếu được rồi. Tuyết Đế lại là mất mấy lớn linh hồn ở trong tinh thần lực mạnh nhất, khống chế thân thể của hắn về sau lập tức thay đổi hắn từ thần hồn lực. Đồng thời lưng tay phải lên, trên tay phải của Vũ Hạo chữ vật hồn đạo trên mặt nhẫn hào quang lóe lên, giữa không trung liền xuất hiện ra một bộ giáp óng ánh sáng long lanh. Bộ áo giáp này là màu xanh đậm, cùng với biển cả màu xanh đậm bất đồng, nó màu xanh đậm không chỉ là tràn đầy sinh mệnh khí tức, càng có loại hằng cổ cảm giác đã lâu tang thương. Nó mới vừa mới xuất hiện ở trong không khí, nhiệt độ bắt đầu kịch liệt hạ thấp. Tay trái Tuyết Đế lưng nến, ở đằng kia ở trên khải giáp này, mặt nhẹ nhàng nhấn một cái, lập tức áo giáp màu xanh đậm lập tức tản mát ra, hóa thành hơn 10 đạo lưu quang hướng trên người của Vũ Hạo xung hợp mà ra. Đây chính là giáp bọc toàn thân, mỗi một khối giáp này đều là tinh điêu chế tác ra mà thành, giống như từng khối màu xanh đậm bằng tinh cũng thân thể của Vũ Hạo hoàn mỹ dán hợp. Thân thể của Vũ Hạo mặc nó vào, sau đó cả người đều thoáng thay đổi hơn một vòng lớn. Mỗi một khối ở trên khải giáp này đều có đường từng đạo bằng lăng tuyến, chiếu xạ ngoại giới hào quang. Nhìn từ đằng xa lúc này Vũ Hạo giống như là một khối ngọc bích, hình người tả mát xạ nhu hòa làm sắc quang vực. Tuyết Đế khống chế được thân thể của Vũ Hạo, cuối cùng đưa mũ giáp này mang lên, toàn thân của Vũ Hạo lập tức tỏa mát ra hàn khí cực kỳ mạnh mẽ, mà ngay cả Đường Vũ Đồng ở bên cạnh hắn đều không thể nào không thúc giục hồn lực đến chống cự. Tuyết Đế buông lỏng ra cùng nàng nắm hai tay nhau, không có Vũ Hạo, nàng là không cách nào khống chế được thân thể của Vũ Hạo cùng với Đường Vũ Đồng hoàn thành vũ hồn dung hợp, cùng thi triển ra Hạo đồng trì lực đấy, dù sao thì nàng không phải là Hoắc Vũ Hạo. Nhưng mặc vào thân áo giáp này, sau đó trên người của Vũ Hạo tản phát ra khí tức, tạo một phát vượt qua cấp bậc phong hào đô la. Hai con ngươi của Vũ Hạo màu xa, buôn mảnh màu xanh đậm, đây là ánh mắt của Tuyết Đế. Mà trên người của hắn tản phát ra khí tức, đúng là thẳng tắp tiến thắng, không ngừng tăng lên. Đúng vậy, bộ giáp này tựa là trong 2 năm qua, Vũ Hạo cùng với Hiên Tử Vân khổ tâm nghiên cứu xa, bị Hiên Tử Vân gọi không thể phòng chế ra siêu cấp hình người hồn đạo khí, chính là băng cực chiến thần giáp. Cả khối khôi giáp này, tất cả đều là Vũ Hạo lúc trước mang về bằng cực thần tinh thần tiến hành chế tạo. Bằng cực chiến thần giáp tổng cộng có 2 bộ, một bộ là bản đấy, một bộ tựa là Vũ Hạo đồng nhất thân thể. Bàn thường cho Nam Thú Thú, dù sao thì không có Nam Thú Thủy cống hiến, Vũ Hạo cũng không được nhiều bằng cực tinh thần như vậy. Mà Vũ Hạo sử dụng bằng cực thần tinh này, tất cả đều có bằng linh hồn tồn tại. Nói một cách khác, bộ khôi giáp bản thân này là có hơi thở sinh mạng. Khôi giáp nội bộ sở hữu trọng yếu cho pháp trận cũng đều là dùng bằng cực thần tinh này điều khắc mà thành.
Tuy Vu Hào đích thân hoàn thành, nhưng lịch sử sử dụng quỷ điêu thần đao, thậm chí cũng có sử dụng bằng thiền tuyết nữ đích thần thách thức, thần lộ đao, nếu không mà một chút căn bản không cách nào hoàn thành. Vu Hào vẫn cũng không bỏ qua được khối giáp này, bởi vì băng cực chiến giáp giáp lực này lực lượng quá lớn, chính hắn khống chế cũng không thể nào hoàn toàn khống chế được, tu vi của hắn còn có thể thiếu sót. Dùng lời nói của Hiên Tử Vân mà nói, đây là hắn ở trong cuộc đời gặp qua một kiện tác phẩm hoàn mỹ nhất, sở hữu bản vẽ cùng với Hiên Tử Vân, cùng với Vu Hạo cùng nhau hoàn thành, mà chế luyện ra còn lại là Vu Hạo động thủ, Hiên Tử Vân ở một bên trông coi. Hiên Tử Vân đã nói, bộ khôi giáp bất kỳ ai cũng là không dùng được, bởi vì không có cực chí chi bằng võ hồn, căn bản đừng nghĩ tới mặc vào khôi giáp này khống chế nó. Đồng thời Hiên Tử Vân thiết kế băng cực chiến thần giáp này còn căn cứ vào Vu Hạo tự thân đặc tính. Ban đầu thì Nhật Nguyệt Đế Quốc Minh Đức Đường vẫn chưa từng nghiên cứu ra thành công tinh thần hệ thống đến điều khiển cho thiết kế đi ra bên ngoài. Bộ tinh thần hệ không điều khiển này thành lập ở người sử dụng có đầy đủ cường đại tinh thần lực lượng cùng với tinh thần sức thừa nhận điều kiện tiên quyết, giống như trước cũng là không thể phục chế, đổi lại là người bình thường muốn sử dụng, một khi chuyển được tự thân tinh thần lực, ở trong nháy mắt này sẽ bởi vì tự thân tinh thần lực chưa đầy đủ mà đưa đến biến tinh thần nghiền nát, không chết cũng là biến thành người điên. Chính là giữa tình huống như vậy, bộ băng cực chiến thần giáp được thiết kế chế luyện ra đi ra ngoài. Hiên Tử Vân nói hắn cũng không thể nào kết luận Vu Hạo mặc bộ khôi giáp này có hay không có thể đem cho nó phát huy sang cấp 10 hồn đạo khí. Nhưng mà ít ra cũng là cấp 9 uy lực đứng đầu hồn đạo khí. Bằng vào bộ khôi giáp này, hắn có lòng tin khiêu chiến Nhật Nguyệt Đế Quốc bất kỳ một vị cấp 9 hồn đạo sư nào. Chỗ thần kỳ nhất của bộ khôi giáp chính là tài liệu, có băng linh, băng cực thần tính, trăm vạn năm cũng chưa chắc có thể tìm đến khác một bộ này. Vu Hạo lúc trước vẫn không có mặc nó.